Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong những năm gần đây, Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Có nhiều tuyến đường mới đã được hoàn thiện, nhiều nút giao lớn đã được ra đời, góp phần đem đến cho thủ đô một diện mạo mới, phát huy những điều đã đạt được. Năm 2023 thì nhiều công trình quan trọng đang gấp rút được hoàn thiện, mang đến kỳ vọng rất lớn, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông cho thành phố. Hôm nay thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với 3 dự án giao thông được kỳ vọng nhất trong năm 2023. Các bạn hãy nhận định thử xem là trong những dự án sau đây thì dự án nào sẽ góp phần làm giảm ùn tắc giao thông hiệu quả nhất các bạn nhé. Ở vị trí số 1 đó là dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là hơn 3,4 km, mặt cắt ngang cầu là 19,25 m. Tiến độ hoàn thành thì dự kiến là vào tháng 9 năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại thì dự án đã thi công được hơn 2 năm và cây cầu thì đang dần hình thành với phần trên cạn, hầu như là đã xong các cái hạng mục chính. Công tác thi công hiện đang tập trung chủ yếu vào phần giải nhựa áp phan trên bề mặt cầu. Cầu Vĩnh Tuy là cây cầu lớn có vai trò cực kỳ quan trọng với hệ thống mạng lưới giao thông của thủ đô Hà Nội. Ngay từ khi mới được thông xe giai đoạn 1 thì cây cầu đã được người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đón nhận một cách rất là nồng nhiệt và đã trở thành một cái công trình tiêu biểu cho ngành xây dựng cầu đường của nước ta. Cây cầu lớn này thì được sử dụng nguồn lực đầu tư của Hà Nội, còn về thiết kế và xây dựng cũng đều được đội ngũ nhân sự trong nước thực hiện. Ngành cầu đường của Việt Nam đang lớn mạnh và trưởng thành qua những công trình có quy mô lớn và được học hỏi từ những công nghệ thi công hiện đại của các nhà thầu nước ngoài. Ở giai đoạn 1 của cầu Vĩnh Tuy thì cũng phải mất đến hơn 5 năm xây dựng mới chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cũng rất may là trong khi giải phóng mặt bằng cầu giai đoạn 1 thì thành phố đã giải phóng luôn mặt bằng giai đoạn 2, cho nên là dự án diễn ra rất là suôn sẻ và hầu như là không gặp phải bất cứ cái trở ngại nào. Ở giai đoạn 2 này thì khối lượng thi công ít hơn và đồng thời cũng không vướng phải công tác giải phóng mặt bằng, cho nên là thời gian hoàn thành dự kiến là chỉ khoảng 2 năm rưỡi. Và ở giai đoạn này thì cầu vẫn do các đơn vị trong nước thi công, nhưng cầu được chia làm nhiều gói thầu nhỏ và do nhiều liên doanh triển khai đồng thời, cho nên là cái thời gian thi công cũng được giảm đi rất là đáng kể. Dự án ở cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi hoàn thành công tác thi công thì cây cầu sẽ tăng cường khả năng lưu thông giữa đôi bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải đi lại ngày một tăng cao giữa trung tâm thủ đô với các khu vực phía đông và đông nam của Hà Nội. Đồng thời thì sẽ giảm tải cho hướng đi cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương. Ở vị trí số 2 đó là dự án đường vành đai 3.5 đoạn đi qua huyện Hoài Đức. Tuyến đường đang được thi công trên địa bàn huyện Hoài Đức. Dự án này thì có tổng mức đầu tư là hơn 1.400 tỷ đồng và chiều dài khoảng 5,6 km. Sau một thời gian dài thi công thì một số đoạn tuyến trên của dự án này cũng đã được thảm nhựa rồi. Tuyến đường rộng khoảng 60 m với 8 làn xe chạy. Đây là một trong những dự án giao thông cực kỳ quan trọng và có quy mô lớn nhất đang được triển khai ở huyện Hoài Đức. Dự án này được triển khai từ những năm 2017. Sau thời gian dài các cái hạng mục bị chậm tiến độ thì 2 đến 3 năm trở lại đây, dự án đã được bơm thêm nguồn vốn để mà tăng tốc thi công. Cách đây tầm 3 tháng trước thì mình cũng đã có qua đây và thấy là hiện tại nó không thay đổi mấy. Và cách đây hơn chục năm thì hàng loạt các cái dự án bất động sản của huyện Hoài Đức đã khởi công rầm rộ theo cái kiểu gọi là đi tắt đón đầu dọc đoạn tuyến vành đai 3.5 này. Tuy nhiên thì sau thời kỳ bong bóng bất động sản dập tắt thì nhiều dự án đã rơi vào cảnh hoang phế, bị cô lập bởi chính các cái dự án giao thông đang theo đuổi. Dọc theo dự án đường vành đai 3.5 này thì mình đếm sơ sơ cũng phải có đến hàng chục dự án bất động sản lớn nhỏ đang ngóng trông từng ngày vào đường vành đai 3.5 này được hoàn thành. Do đó thì ngoài tầm quan trọng với việc phát triển mạng lưới giao thông theo như quy hoạch và tăng tính kết nối liên khu vực thì dự án đường vành đai 3.5 này còn có ý nghĩa quan trọng với cả huyện Hoài Đức. Đấy là hồi sinh toàn bộ các cái dự án bất động sản bị bỏ hoang và bị cô lập nhiều năm trời dọc theo đoạn tuyến.
Và tất nhiên thì dự án cũng sẽ góp phần giúp cho huyện Hoài Đức đủ các cái yếu tố để mà trở thành quận trong những năm tới đây. Dự án này thì do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư với việc dự án nối từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Thế nên đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng mang ý nghĩa kết nối phía Bắc và Nam sông Hồng, hình thành nên tuyến đường vành đai phía Tây của Hà Nội. Hiện nay thì huyện Hoài Đức cũng đang triển khai rất là nhiều tuyến đường giao thông khác để mà đồng bộ với cả đường vành đai 3.5 này. Giống với cách làm của quận Cầu Giấy cách đây 20 năm là hình thành nên mảnh đô thị phía Tây sông Tô Lịch mà chúng ta thấy ngày nay. Ở vị trí cuối cùng đó là dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài. Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài nó được coi là một trong 5 công trình giúp giảm thiểu sự ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô. Tuyến đường này cũng được nhiều người kỳ vọng rằng là sau khi hoàn thành thì sẽ giảm ách tắc giao thông cho trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Dự án phần lớn chạy qua đồng ruộng cho nên là việc giải phóng mặt bằng là không lớn. Công tác thi công dường như là không gặp bất cứ trở ngại nào, cho nên là khả năng dự án này sẽ đúng theo tiến độ. Dự án có chiều dài hơn 2,6 km do Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường liên khu vực, vận tốc tối đa của nó là 60 km/h và mặt cắt ngang đường là rộng tới 40 m. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 700 tỷ đồng, trong đó thì chi phí bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 163 tỷ đồng và chi phí xây dựng là hơn 408 tỷ đồng. Năm 2017 thì tuyến đường này từng được đề xuất đầu tư xây dựng theo hình thức BT với tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng do Liên doanh Công ty 216 và Văn Phú đầu tư xây dựng. Tuy nhiên thì đề xuất này đã không được thông qua và tuyến đường này đã được Hà Nội chuyển sang thành dự án đầu tư công. Dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài là dự án được thành phố Hà Nội rất quan tâm và coi là thứ tự quan trọng kết nối quận Hà Đông gần hơn với trung tâm Hà Nội. Đây là một tin rất là vui cho người dân quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông. Bản thân mình đôi lúc cũng hay di chuyển từ Dương Nội sang khu vực Mỹ Đình. Vào giờ cao điểm thì mình thực sự rất là ngại đi qua cái đường Sa Đôi vì con đường này thường xuyên bị ùn tắc. Đường Lê Quang Đạo kéo dài là một trong 5 công trình giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông cho nội đô. Được nhiều người kỳ vọng là khi hoàn thành thì sẽ giảm ách tắc cho trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương và đường Sa Đôi. Sau khi dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài, sau khi hoàn thành công tác thi công thì sẽ là một cú hích lớn cho các cái dự án bất động sản ở khu vực phía Tây Hà Nội được chú ý nhiều hơn, vì hạ tầng thông suốt chính là chìa khóa thúc đẩy cho sự năng động của cả một vùng đô thị rộng lớn. Và đó cũng chính là điểm kết trong video ngày hôm nay, chủ đề về 3 dự án giao thông được kỳ vọng nhất năm 2023. Và nếu các bạn có thêm những cái thông tin nào khác thú vị về những cái tuyến đường này, hoặc là có thể gợi mở về một chủ đề nào khác, các bạn hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận để mà mọi người chúng ta sẽ cùng được biết nhé. Và video của mình ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi cái ý kiến đóng góp để xây dựng kênh, các bạn vui lòng là bình luận bên dưới video để mà chúng ta sẽ cùng thảo luận. Mình thì luôn mong muốn rằng là sẽ nhận được những cái góp ý chân thành của các bạn để kênh của chúng ta sẽ ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn các cái nhu cầu thông tin của khán giả. Thế còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại với tất cả mọi người.